Ê bà, con Xuân nó về rồi kìa. Trời, cái thứ này về đây làm gì nữa? Bà biết không, tôi nghe nói á là nó bị người ta bỏ nên mới mò về đó. Thiệt là dại dột hết sức, mang tai mang tiếng, sau này ai còn dám cưới nữa. Ừ, ai cưới nữa, chỉ tội nghiệp cho anh hai thôi. Sương ơi, em đừng trách mặt anh nữa. Anh làm cái gì vậy? Em đừng trách mặt anh nữa. Anh bỏ tay em ra đi. Ê, anh Hai Diệp kìa, tội nghiệp ảnh quá hả? Anh không nghe người ta xì xầm bàn tán em hay sao vậy? Anh mà đi theo em hoài, người ta sẽ càng chê cười anh thêm đó. Em, anh buông em ra đi. Nhìn cái gì? Thôi đi. Đi đi. Em đã nói rõ với anh rồi, hôn ước cũng đã hủy, anh đừng có tìm em nữa. Không, anh không muốn hủy hôn. Sương, anh đã nói rồi, cả cuộc đời này anh chỉ yêu có một mình em thôi. Anh sẽ chờ đợi cho đến khi nào em chịu làm vợ của anh thì thôi. Anh buông ra. Em đã nói em không còn xứng đáng với anh nữa. Anh buông ra đi. Sương, anh đi tìm người phụ nữ khác tốt hơn không, đi. Anh không quan tâm. Anh chỉ biết em là người anh yêu thương. Cho dù trước đây đã xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Chỉ cần bây giờ và mãi mãi về sau, anh chỉ cần ở bên em là được. Đừng trốn tránh anh nữa. Tụi mình bắt đầu lại từ đầu nghe em nha. Sương. Anh Diệp, anh thiệt lòng không quán trách em sao? Anh đối với em chỉ có một lòng yêu thương thôi. Mình bỏ qua hết chuyện cũ, mình bắt đầu lại từ đầu nghe em. Nghe em. Thank you.